Sao mà không ai ngoài quán ra vậy bà Lan? Bà trong bếp mà bà Lan. Đây nè. Trời đất ơi, trời. Cái gì mà chưa thấy hình mà đã thấy tiếng vậy ông nè? Trời đất ơi, bà nhìn tôi đi. Ông ngồi đây nè, ông ra đây. Gì? Qua đây ngồi với tôi. Đây đó đó. Đó. Bà cho bà đi chợ cái kiểu gì tôi không hiểu nữa bà Lan, nhờ giả có chút xíu à. Tôi thiệt á, tôi nhờ bà không tức á thì bà nói thẳng vô trong bản mặt tôi. Chứ có đâu bà mua đồ này bà muốn hại tôi hay sao? Nè, tôi nói cho ông nghe nè, tôi nói cho ông nghe nha. Tôi đang ức chế cái vụ mà ông nhờ tôi mua đồ dữ lắm rồi đó. Tôi chưa nổi điên rồi thôi, ông đừng có qua đây ông làm cái thái độ này nha. Sao tự nhiên nổi điên vậy? Tôi mới là người nổi điên nè. Bà nghĩ sao bà mua đồ bán cái đồ? Trời ơi, bà Lan ơi, nè, bà muốn hạ độc cơ hả bà Lan? Hạ độc cái gì, ông bị điên hả? Mua cái gì mà mua giùm thì tôi nói đại thẳng là tôi nhờ. Trong sớm này biết bao nhiêu người đi chợ đâu phải mình bà đâu bà Lan. Nè con coi nè, đi chợ nè, cái gì nè, mua cho tôi 100g thịt heo, mua cho tôi 100g thịt bò, mua cho tôi 100g tôm, cái gì cũng 100g. Còn cà rốt thì bây giờ bà nghĩ bà nhìn tôi bay lớn vậy, tôi ăn 300g, 100g ăn muốn trào đồm. Trời đất mua ơi. Một nửa củ cà rốt thì tôi có mình tôi mua nửa củ thôi chứ mua chi nguyên củ. 1/4 hành. Hành á, 1/4 đó ăn 2-3 ngày luôn á. Mà mua như vậy đó ha, mua mà đã nói là phải có là đến mà nói với người ta mà để mua. Đi mua đây. Một trái ớt thôi, đi ra mua chỉ 2 trái rồi tính tiền. Ớt ăn nhiều quá nóng đi bà nội. Đây nè, năn nỉ bà, con coi nó, má con, má chồng con năn nỉ bà làm ơn bà ra bà mua giùm tôi 3 trái nho Mỹ. Bà ra bà mua làm sao 3 trái này không phải nho Mỹ? Ông nghĩ sao mà 3 trái này không phải 3 trái nho Mỹ? Trời ơi, ông có kiến thức không vậy? Tôi nhìn là tôi biết hàng đây nè, hàng Mỹ. Chưa nói đây nè, trời ơi, mẹ nói thiệt con mày nhục dễ sợ nhục luôn á. Mẹ tới cái nguyên một cái shop mà trái cây mà bự mà toàn là cái thứ mà gọi là người ta xách tay cầm về hoặc là theo thùng. Mẹ đến nói chị làm ơn làm phước, chị bán giùm cho tôi 3 trái nho Mỹ. Bà không nói một tiếng nào hết con. Mặt vui vẻ hồ hởi vậy đó ha, nhìn vậy đó, bẻ liền 3 trái nho tôi cho chị nè. Ủa lại này cho tôi không cho, có tính hả? Không có tính một đồng bạc. Thì là nãy giờ nói đi là biết cái này không có tính. Rồi cuối cùng hành không lấy, không tính tiền, chỗ ủa, nào cũng là cho hả? Hết. Cái này cũng vậy hả? Nè để tôi kể cho ông nghe nè. Tôi mới thấy ủa trời ơi, sao tôi tự nhiên thấy sao mà yêu đời quá. Lúc đó mẹ vui lắm. Mẹ thấy ủa sao con người đối xử nhau sao mà thấy tốt đẹp quá. Tự nhiên mẹ suy nghĩ, mẹ nói à như vậy không chừng chú hay teo á, suốt cuộc đời ổng có thể làm cái sứ mạng thiêng liêng cao cả là chỉ đi làm tổ phó tổ dân phố thôi, không cần phải làm gì á, mà thiên hạ cho ổng này để ông ăn nuôi sống qua ngày. Mới suy nghĩ cho mấy yêu đời vậy sợ. Con tin không? Mới quay mặt đi một cái hả, cả một chợ vậy đâu cũng 10 mấy sạp đốt phong long mẹ. Trời nó nhục, trời nó nhục. Cái sao mua nó mẹ mua ở đâu ạ? Mua chợ chứ mua ở đâu? Mẹ có chắc về tính an toàn của nó không? Sao ta biết được, thì bây giờ mình cứ đi mua ở chợ thì người ta bán thì mình mua thôi chứ làm sao. Mẹ có chắc là nó không pha nhớt không? Còn cái này nữa, thịt heo là mẹ mua ở đâu? Bà Sáu Mập. Mà mẹ có biết là bà Sáu Mập lấy thịt này từ lò mổ nào không? Và lò mổ đấy có được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm không? Bữa đó hỏi bà câu đó mém bà quýnh luôn á. Cái dao bà đang chặt thật thiếu điều bà bổ cái đầu mẹ ra làm đôi đó. Nói chung là như vậy nè, mẹ chỉ biết được á là cái chỗ nào nó có đóng cái dấu xanh xanh trên cái thịt con heo là mẹ mua thôi. Chứ sao mà mẹ biết được. Còn con cá ở trong này, mẹ biết là nó chết mấy ngày rồi không? Trời ơi, anh đi làm về rồi nè. Trời, anh nhớ muốn chết à. Đúng ạ. Làm cái gì vậy? Thủ tục từ bây giờ là trước khi mà anh động vào người em, anh sẽ phải sát khuẩn cơ thể mình. Bắt đầu là bằng đôi bàn tay, xà bông đây, khăn đây, nước đây, anh rửa đi. Rồi sau đó mình nói chuyện sau. Tự nhiên ngày hôm nay bắt anh rửa tay là sao? Rồi đi, cấm cãi. Anh phải biết là vi trùng nó ở khắp mọi nơi nhá. 1 mm khối không khí này cũng chứa đến cả 1 tỷ cái vi khuẩn. Rồi anh còn không biết là anh ra ngoài đường anh động chạm ai, anh sờ mó vào cái gì. Thì như thế nó vi khuẩn nó đầy người anh, cho nên là phải khử trùng. Rửa sao ngoài hùng cái gậy. Không, còn cái bàn chân của anh nữa, em mới nhớ ra. Anh là tính rất bẩn. Lúc nào mà chán mà mệt là anh buông giày ra xong rồi đi đất. Mà như thế thì biết bao nhiêu vi khuẩn nó dính được cái bàn chân của anh, nó dính được từng kẽ móng chân của anh. Em thôi đi, em tả một hồi anh cảm giác như là anh thấy ghê lắm vậy. Chính xác, anh là như vậy đấy, cho nên là phải khử trùng đi. Nhưng mà anh hỏi thiệt, cái mắt mới gì sao tự nhiên ngày hôm nay em bắt anh sạch sẽ quá vậy? Hả? Vẫn còn hỏi em câu đấy à? Hả?
Anh cứ biết một ngày anh đi ra ngoài đường, anh đụng chạm vào cái gì, anh sờ mó vào cái gì, cái gì cọ quẹt vào người anh không? Anh có biết là bao nhiêu vi trùng nó từ đấy nó đang đầy hết cả cơ thể của anh không? Nói vậy là em biết rồi hả? Tại sao em lại không biết? Cái gì của anh em chả biết? Em là vợ anh mà. Thì ngày hôm nay thì anh biết. Anh chỉ có để tay bình thường thôi chứ không có gì hơn đâu. Chỉ có để cái tay khoác qua vậy thôi chứ không có gì hơn hết á. Khoác gì? Thì ý là còn chút nữa là nó có ôm anh. Rồi sao nữa? Thì ngoài cái chuyện ôm thì nó cũng có quàng tay qua cổ anh rồi đút bia cho anh uống vậy thôi. Em biết bia ôm mà, bia ôm chỉ dừng ở đó. Mà chỉ tới đó thôi nha. Ngoài ra không còn gì khác. Anh chỉ cho phép tới đó thôi. Anh dám nói dối em? Anh đi bia ôm. Ủa? Anh ngồi cùng mấy con gái khác, sau đó anh nói dối với tôi là anh lên công ty anh ký hợp đồng. Sao anh khốn nạn đấy? Ê, em anh tưởng là em biết. Thế bây giờ anh nói rồi thì là tôi biết. Ủa? Thế sao anh dám nói dối tôi? Không, sao anh không, dám không, kêu anh lên công ty anh ký hợp đồng? Khoan, vợ ơi, vợ ơi, anh không có nói dối em. Thiệt ra thì anh Kinh tởm và kinh tởm. Thiệt ra là anh có ký hợp đồng đàng hoàng chứ bộ. Nhưng mà không phải ở công ty thôi, là ở quán bia ôm. Nhưng mà lỗi của ông sếp anh đâu phải lỗi tay anh đâu. Tự nhiên bao nhiêu chỗ không vô, bắt một mực là phải vô quán bia ôm ký hợp đồng, đâu phải lỗi anh. Anh chỉ tới đó thôi. Thế thì bây giờ anh tự biết là vi trùng nó bắn từ đâu ra. Nó không chỉ ở tay nắm cửa, nó không chỉ ở trong không khí, nó không chỉ ở khói xe, mà nó còn từ những cái con tiếp viên rất là kinh tởm này. Nó bắn vào người anh. Ôi em ơi, bây giờ anh đi khử trùng. Nhanh lên, đi ra ngoài khử trùng, đừng để tôi nhìn thấy mắt anh nữa. Em nãy giờ là vô nhà là anh đã rửa tay rồi, rửa mặt rồi, muốn gì nữa? Nếu nhà em muốn, ok được rồi. Anh sẽ lấy cồn, anh tẩy quế vệ sinh cơ thể mà được chưa? Đối với tôi, cái vi trùng bên ngoài anh còn xử lý được, còn vi trùng bên trong người anh làm sao anh xử lý? Chứ bây giờ em muốn làm sao mới cho anh ở trong phòng đây? Trừ phi là anh cầm chai cồn, anh uống hết, lúc đấy vi trùng nó mới hết được. Vừa phải đâu chứ, ác gì ác dữ vậy. Em biết chai cồn nó bao nhiêu độ không? 90 độ đó, uống vô là banh cái bao tử luôn, chịu gì nổi. Bây giờ anh có cách gì đi, coi cái cách này nó hợp lý hơn không? Bây giờ cho anh uống rượu mạnh 45 độ đi, anh uống 2 chai là bằng 90, được không? Anh đi ra ngoài, càng nghe anh nói tôi càng nổi điên lên. Đi ra ngoài, nhanh lên, tôi đang cảm thấy là vi trùng nó đang đầy khắp cả không khí. Tôi cảm thấy thật là kinh khủng. Đi ra ngoài khử uế cơ thể của anh đi, tôi cũng phải khử uế cơ thể tôi. Đi anh. Vợ ơi, không mà sạch dữ vậy trời. Thật là kinh tởm. Này chắc cả một đêm mà tôi phải ngồi, tôi phải kỳ cọ khắp người bằng xà bông, sao ra lấy cồn. Bà Lan ơi. Bà Lan. Gì vậy? Bà Lan. Tôi nè, cái gì? Buồn quá. Vụ gì? Bà hứa là bà đừng có đuổi tôi nghe bà Lan. À, tự nhiên mắc mớ tôi phải đuổi ông. Ông là khách uống cà phê, tôi phải chào mừng ông chứ mắc gì đuổi ông. Nhưng mà sáng giờ tôi đi khắp khu phố này, có quán cà phê nào tôi cũng đi vô, mà ai cũng đuổi tôi. Ủa, sao mấy người đó ngộ vậy? Người ta vô uống cà phê thôi mà, làm gì đuổi người ta lạ lùng vậy? Bởi vậy người ta nói tôi bị bệnh. Nhưng mà ông bị cái bệnh gì mà chúng đuổi ông dữ vậy? Tai chân miệng. Bà Lan, bà đừng có đuổi tôi. Ông vô đây mà, đừng có đuổi tôi nha bà Lan. Ông đừng có vô đây. Bây giờ để tôi phân tích cho ông nghe về khoa học nè. Tức là riêng cái tay chân miệng á, thì nó khác cái chứng bệnh khác, ông hiểu không? Cũng như là cái con nước miếng nhỏ xíu thôi. Ông đứng ông trực diện ông nói chuyện với người ta. Dạ nó văng vô không cái có. Là nó lây liền. Nó không cần văng vô mặt, nó chỉ cần văng ra đây rồi nó bật lên là bệnh rồi. Đừng có vô đây, đừng có vô đây. Bây giờ ông đi về đi. Người ta tưởng tôi bị tay chân miệng, nhưng mà thật ra tôi không bị tay chân miệng.
bị cái gì mà người ta tưởng. Nè tôi bị nè, đó nè. Để tôi cho bà con nghĩ nè, đây nè, nghĩ nè. Trời ơi. Bây giờ tôi nói ông nghe nè. Trời ơi thằng cha già này đi ra đây. Trời ơi, tôi bị kiến cắn, tôi phải bị tay chân miệng. Cái kiến nào mà cắn cả chùm vậy hả? Trời cắn ơi. Cái kiểu mà như bông trang cúng thờ vậy hả? Một ổ nó cắn lận, tôi ngủ không biết nó đột nhập hồi nào, nguyên một ổ luôn. Đó rồi tôi ngứa quá, tôi dòm qua, tôi thấy trời ơi, nguyên một ổ kiến nó cắn tôi. Trời ơi, nhìn kỹ đi nè, đã bà để lên miệng bà hửi đi. Không, hửi cái gì? Trời ơi, tôi nói tôi không có bị tay chân miệng. Bây giờ bà nghe nè, cái tay chân miệng á, ha, là nó lây nhanh lắm. Bây giờ đó giống như nãy giờ là đó là bà ngứa rồi đó. Thì đó. Mà bà chưa ngứa đúng ngứa không? Ngứa rồi đây chưa nè. Con ngứa. Ngứa rồi. Nó nghe nè. Chết cha rồi. Bà thấy ai á mà nhắc tới chi trong bít mặt, bít mày, khả nghi, hiểu không? Đeo khẩu trang. Đó mà là mờ mờ ám ám lập lờ đó, người đó mới là bị tay chân miệng. Bà lát này bà ngộ ghê. Đấy. 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 Ủa Tú. Đây nè. Tú. Ai ai đứng lại ơi, quay coi lại cái khu. Đây. Nhã bị gì vậy? Trời ơi, ha. Lập lờ, mờ mờ, ám ám ha. Che đậy ha. Hiện tượng bị bệnh. Chắc chắn luôn. Chú Hai, chú nói gì vậy? Vợ con bị bệnh hồi nào? Vợ con? Hả? Coi chừng nó bị tay chân miệng. Tại vì cái mùa này là mùa dịch tay chân miệng nè. Dễ bị lây lắm. Đây. Không sao đâu, tay chân miệng thôi mà. Đâu không, không có gì đâu. Không có gì đâu, em uống đi, cứ không có gì đâu. Ê, bây giờ ha. Không có bệnh hả? Không bệnh. Mở khẩu trang ra coi thử coi. À, đây. Trời ơi. Đây. Trời ơi, đây nè, nè. Đây. Trời ơi. Thôi chết rồi. Nó lên tới mặt rồi. Như vậy là con dâu chị không phải bị tay chân miệng mà là bị tay chân mặt. Đây nè, người ta bị tay chân miệng á là hạ tử vong trong vòng 3 tháng. Còn nó sẽ tử vong trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trời ơi, thấy ghê quá. Ghê quá. Con sao kỳ vậy con? Con mày sạch sẽ lắm mà sao mày tay chân miệng vậy? Nói cho biết đi. Sợ đi con, chị bị. Cái vấn đề là vì con sạch quá. Vấn đề là con đi thăm bạn con trong bệnh viện. Xong nó bảo là phải có cái poster bảo phải rửa tay sạch 5 bước ấy. Xong con về là cứ trước khi làm gì con cũng rửa tay bằng xà bông. Xong cuối cùng nó bị dị ứng. Chưa hết, xong con còn quyết định không để vi trùng nó ở trên mặt ấy. Cho nên là con rửa mặt là một ngày khoảng 12 lần. Xong cái nó bị dị ứng trên mặt luôn. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào có, nào thì cha xét như hoãng thư. Yên mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung, qua bao chặng đường dài. Và rồi mai sau, mãi mãi là của nhau. Nguyện cùng bên nhau nha, vợ yêu. Vợ của anh.